Bố mày nghe, mày cắt đến đây là được rồi. Ngắn nữa. Đến đây chứ gì, ngắn nữa. Ui dồi ôi, cắt đúng môi à. Đấy, thế là đẹp rồi. Mẹ con thâm. Người ta từng nói phụ nữ cắt đầu môi là bị thần kinh. Chẳng nghe em bị thần kinh à? Thật ra em cắt đầu môi là để anh ấy mỗi khi đi nhậu về đách nắm vào cái đầu môi của em nữa. Cái gì cơ? What the fuck? Bố mày muốn đi nhậu về, rót cho tao bát nước chè của Trang Hy. Mày còn nhìn à? Ê, cút ra ngoài. À, có cái nồi cơm tiện tên nhỉ. Sợ quá, đừng muốn đánh em mà. Thằng khốn khiếp này. Mẹ ông kia, về nhà bật bài Baby Shark để anh nhảy nào. Anh còn ở đây cắt tóc à? Anh là ai? Cút à. Thằng này để anh xử nó. Anh ơi, đừng giả ngoài em nữa. Để tao dạy cho mày bài học Baby Shark. Đu 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 đu.